Xin chào quý vị, xin chào đại gia đình yêu thích trồng cây. Các bạn ơi, các bạn xem nè, đây những cây hồng sô-cô-la rất là đẹp đó. Đây những cây giống của mình nha bạn nha. Bạn nào có nhu cầu về cây giống thì theo Zalo Facebook ở phía dưới mua nha. Cây giống hồng sô-cô-la của mình là rất to khỏe, các bạn về các bạn trồng tầm khoảng 7-8 tháng là bắt đầu cho trái rồi đó. Thì cái tỷ lệ mà cho trái mà tốt nhất đó là trong vòng khoảng 15 tháng là các bạn cho trái rất là nhiều. Như các bạn thấy đây, ở trên đầu video clip mình đã hướng dẫn và giới thiệu các bạn rồi. Cái cây hồng sô cô la thì ngày hôm nay mình cũng nói sơ sơ về cây hồng sô cô la nha, nguyên nhân từ đâu, xuất phát từ đâu nha. Đây, trái quá trời luôn các bạn. Cái cây này nó là 18 tháng tuổi. Cây này nó phải 2 năm tuổi nha bạn nha. Hơn 2 năm tuổi rồi. Đó, đang ra trái rồi, trái sắp thu hoạch được rồi. Đó. Thì những cái trái như thế này á nó chưa chín đâu. Cái hồng sô cô la mà để mà nó chín á thì từ lúc mà nó nở hoa đậu trái đến khi chúng ta thu hoạch là mất phải 7 tháng, 7 đến 8 tháng tùy giống nha. Đó. Thì ngày hôm nay giới thiệu với các bạn cây hồng sô cô la. Thì hồng sô cô la là cái cây nó được du nhập vào Việt Nam khoảng 5 năm trở lại đây, được rất nhiều người yêu thích. Đó. Nó là một cái cây rất là độc lạ. Cái ruột của nó ở bên trong nó là màu nâu y hệt như là sô cô la. Đó. Thì ngày hôm nào mà nó chín tôi sẽ review một cách chi tiết cụ thể cho các bạn xem. Rồi nguồn gốc của cây hồng sô-cô-la là ở đâu? Cây hồng sô-cô-la nó có nguồn gốc xuất xứ từ Mexico và Florida nha. Sau này thì các nước ở khu vực châu Á du nhập vào rất là nhiều. Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, rồi là Hồng Kông, rồi Indonesia, Malaysia và Việt Nam mình đã du nhập vào rất là nhiều. Và chúng ta cây này bây giờ đã đang rất là được nhiều người yêu thích. Bạn ơi, các bạn nào mà có nhu cầu về cây giống thì theo Zalo Facebook ở phía dưới để hỏi mua hàng nha. Tôi có bán những cây giống nó đang có trái và những cây nó đang rất là khỏe mạnh. Đây, cây giống của mình đây này, rất to khỏe, đang có trái nha bạn nha. Cây giống hồng này là giống hồng local nha bạn. Ở trên thị trường có nhiều loại local nè, jumbo nè và loại Indonesia không hạt. Đó, mình đang bán đây là giống local nha anh em. Đó, cây rất là khỏe mạnh. Thì các bạn nếu mà muốn trồng cây hồng sô cô la bắt buộc các bạn phải trồng cái cây cây ghép nha quý vị. Đây là bạn nhìn thấy cái mắt ghép không? Phải trồng cây ghép thì nó mới ra trái nha. Các bạn mà trồng mua mà những cái cây mà người ta nuôi từ hạt lên thì là rất là khó. Nó mất khoảng 3 đến 4 năm mới bắt đầu có trái thì chúng ta mất rất nhiều công sức. Do đó các bạn mua cái cây như thế này nè thì các bạn trồng là trong vòng khoảng chừng 7-8 tháng là các bạn bắt đầu cái cây rồi. Hồng sô cô la đen đó. Thì khi mà cái cây giống của bạn, bạn mua về những cái cây giống mà nó nhỏ như thế này nè thì bạn nên đó, bạn thấy không, đây nè, đây là cái bầu đất rất là nhỏ nè, tôi trồng vào đây. Đây là có gọi là cái giai đoạn mình trồng coi như là mình chuyển tiếp á, để cho cái cây nó phát triển khỏe mạnh rồi chúng ta mới ra cái chậu to như thế này đó. Và lưu ý các anh chị là khi cái cây hồng sô cô la của mình mà nó đang mang trái, nó mang trái như thế này để làm gì? Để cho khách hàng người ta dễ mua thôi, chứ không phải là cái cây nó đủ sức để nó nuôi trái này đâu. Do đó là khi các bạn mà mua những cái cây mà đang có trái sẵn này về, các bạn nên cắt bỏ đi nha, cắt bỏ đi. Nhưng mà đây là mình không cắt bỏ là vì tí nữa mình sẽ bán cho người khác cho người ta dễ mua đó. Còn những cái cây như thế này nè, đây bạn ơi, những cây như thế này là bạn sang ra chậu to và bạn chăm sóc. Đó, như cây này tôi đã nuôi nè, tôi nuôi vào bầu nè, ổn định rồi nè, và tôi sang ra chậu to để tôi chăm sóc thì trong vòng khoảng tầm 6-7 tháng là bắt đầu nó có trái rồi. Cây như thế này nó đã là 7-8 tháng rồi đó, tầm 6-7 tháng nữa là nó có trái luôn nha bạn nha. Ơi, cái cây giống này nó đang rất là to khỏe, mình đã nuôi dưỡng ở cái bầu này rồi, nuôi dưỡng tới mấy tháng rồi, nuôi dưỡng ở đây là 3 tháng đó, to khỏe là bộ rễ rất là khỏe nè. Đối với những cái cây như thế này thì nên bạn nên thay ra cái chậu to này nè đó, chậu khoảng 7-80 cm, cao 5-60 đó, bạn thấy không, cây rất là nhiều trái.
Nhưng mà đây là do mình làm mẫu, do đó mình hướng dẫn cho các bạn trồng cho nó đơn giản thôi, cho nó nhanh, các bạn hiểu không? Đó. Thì cái cây giống như cái cây giống này khi bạn mua về đó, bạn cắt ra. Đó, cắt này. Cắt cái bầu đất ra và lấy cây ra nè. Đó, bạn nhìn thấy không? Cái bộ rễ cây rất là khỏe. Đã được nuôi dưỡng ở đây, rất là khỏe nha. Bạn nào có nhu cầu cây giống thì theo Zalo Facebook mua. Rồi. Chuẩn bị sẵn cái chậu, chậu thoát nước thật là tốt nha. Đó, cho ít xỉ than vào để tạo độ thoát nước. Cái xỉ than nó có mục đích là nó ngăn chặn cái rễ nó đi ra ngoài và nó tạo cái độ thoát nước cho cây. Đó. Rồi giá thể tơi xốp mình sẽ ghi cái thành phần giá thể chi tiết cụ thể để các bạn theo đó các bạn làm. À, thì đối với cái hồng sô-cô-la đó, các bạn nên trồng cái đất thịt nó nhiều hơn. Đất thịt, hoặc là nếu mà các bạn mua được cái đất mà đất đỏ ba gian á, đất đỏ ba gian mua online và các bạn trộn thêm giá thể vào bạn trồng thì rất là tuyệt vời nha. Đó. Đó. Rồi. Xong, bạn cho cái cây vào đây. Và bạn trồng thêm giá thể vào là xong bạn nha. Cái thành phần giá thể tôi sẽ để ở phía dưới theo cái đường đó các bạn cứ dạy các bạn làm. Rồi, thêm giá thể cho đầy vào là xong. Đó, các bạn thấy không, cái bộ rễ rất là khỏe. Những cái cây như thế này thì là tỷ lệ nó sống là tuyệt vời và rất là nhanh ra trái. Rồi ngực. Rồi bạn ơi, đây nè. Đó. Thêm cho giá thể cho nó đầy lên là xong bạn nha. Xong rồi bạn tưới nước là xong. Thì ngày hôm qua mưa quá do đó tôi cũng không cần tưới đâu, nước nó đã bị ẩm đây rồi. Đó. Thế là chúng ta đã trồng xong cây hồng. Rồi chúng ta lấy cây á, chúng ta cố định cái cây lại để cho không bị mưa gió. Đó. Cố định lại nha bạn nha. Đây nè, buộc lại, cố định lại. Đó, vì khi mình trồng ở trên sân thượng này nọ đó thì là nó bị mưa gió, mình làm cho cái cây nó cố định, nó dễ phát triển. Rồi, như vậy là chúng ta đã trồng xong cây hồng sô cô la nha quý vị. Và lên nhắc lại quý vị là đây nè. Đây là cây hồng sô cô la ghép nha. Các bạn nên mua cây ghép nha các bạn nha. Các bạn mà mua cái cây mà gieo từ hạt á thì là 3 đến 4 năm mới có trái nha. Cây ghép là trong vòng 6 7 tháng đến 8 tháng là có trái rồi. Cây ghép nha bạn nha. Rồi. Về vấn đề phân bón cho cái cây á, bạn có thể sử dụng phân trùng quế. Đây là phân gà. Phân gà nha bạn, bạn lên Google các bạn mua phân gà. Rồi phân NPK 20 20 15. Đó, ví dụ như cái cây này tôi mới trồng xong mà tôi vẫn cho nó ăn phân được này. Đó, cho nó tầm 2 thìa cà phê. À. Đó. Rắc xung quanh. 2 cái thìa ăn cơm. 2 thìa ăn cơm nha. Đó, rắc xung quanh. NPK 20 20 15. Rồi sau đó là khoảng tầm 2 tuần sau là tôi cho nó ăn phân trùng quế. 2 tuần sau tôi cho nó ăn phân gà. Rồi 2 tuần sau tôi cho nó ăn phân dơi. Đó, đó là các loại phân cơ bản để mình sử dụng cho cái cây hồng sô cô la các bạn nha. Rồi. Ngưng. Đối với vấn đề sâu bệnh của cái cây hồng sô cô la nó rất là ít sâu bệnh nha, cái cây rất là khỏe, bạn thấy không? Bạn nhìn cái lá của nó không? Rất là khỏe, do đó là cái vấn đề sâu bệnh là ít. Ít nhưng không phải là không có. Do đó nếu như mà các bạn nhìn thấy cái cây của bạn nó có dấu hiệu mà sâu á thì bạn có thể sử dụng Radian nha. Radian và Nativo. Đó, hai thằng này bạn pha chung với nhau được 16 lít nước và bạn xịt cho cái cây để nó phòng chống một số loại sâu như sâu tơ, sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu vẽ bùa, rồi các nấm bệnh. Nhưng mà cây hồng sô cô la thì nó ít nấm bệnh lắm, nhưng mà mình thỉnh thoảng khoảng 2 tháng bạn xịt cho nó một lần thôi. Đó, đó là vấn đề sâu bệnh bạn nha. Rồi. À đây bạn ơi, khi cái cây hồng của bạn nuôi dưỡng nó tầm 15 tháng đó thì nó bắt đầu ra hoa. Tôi sẽ để hình ảnh những cái bông hoa để các bạn hiểu. Khi nó ra hoa thì các bạn thấy nó chớm cái nụ hoa đó thì các bạn sử dụng thêm canxi bo nha. Canxi bo để tạo cho cái cây nó được khỏe mạnh. Tạo cái canxi, tạo bo để cho cái cây nó dễ đậu trái. Đó. Khi mà nó đậu trái quá nhiều á thì bạn nên cắt bỏ bớt trái đi.
Đó, cắt bỏ bớt trái đi. Mỗi cành như thế này là bạn chỉ cần giữ hai trái thôi. Vì mình giữ nhiều á là cái cây mình trồng ở trong chậu nó không đủ sức nó nuôi trái đâu. Đó. Do đó mỗi cành mình giữ một trái đến hai trái thôi. Ví dụ như một cái cây như thế này bạn giữ chừng 10 đến 10 15 trái là được. Giữ nhiều quá là cây nó không đủ sức nó nuôi nha. Sử dụng thêm canxi bo trong giai đoạn cây đang ra hoa. Đó. Và đến khi cái trái của bạn mà nó sắp chín á thì bạn nên bao bọc lại để tránh côn trùng và nó chích hút. Và những cái con dơi á, nó tới nó ăn hoặc là chim nó tới nó mổ. Đó, rồi khi mà trái nó chín là mình thu hoạch xuống là mình để trong mát trong vòng tầm 5-7 ngày và chúng ta đem ra chúng ta sử dụng được. Đó là cái bài nói chuyện về cái cách trồng và chăm sóc cây hồng sô cô la. Cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video clip. Các bạn ơi, các bạn đã có nhu cầu về cây giống thì theo Zalo Facebook ở phía dưới mình để mua nha. Mình có bán cây giống hồng rất là đẹp đấy bạn. Đây, cây giống của mình to khỏe nha. Cây đang có trái luôn. Đó. Những cây này về là các bạn chăm sóc là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn quý vị. Xin chào.